từ chỗ này cách nhà của mình khoảng 5 phút cơ xe. Để dành cho những cái trường hợp bất đắc dĩ nha. Chào mọi người, ngày hôm nay mình đang có mặt ở một cái Taiwan Yes Festival 2022. Giờ cả nhà mình mới đến thôi, mới đi một vòng để xe. Xã mình nói là xem ở trên Google Maps thì nó có tới 5 cái chỗ để đậu xe, hay là gọi là 5 cái bãi đậu xe. Quả đặc biệt là bãi đậu xe rất là rộng luôn, đến 5 bãi đậu xe. Thì có nghĩa là cái này gọi cũng giống như cái hội chợ này, có vẻ là lớn của người Taiwan. Hồi nãy cả nhà mình tốt cái cành cây rồi, mọi người thấy không có chỗ đậu, phải đi xuống tới coi như là được cuối luôn. Cả nhà mình có hẹn với lại hai vợ chồng của Lauren và Mai Phương. Hai đứa nó tới sớm nữa rồi. Cái hội chợ ngày là 10 giờ rưỡi mới bắt đầu chính thức gọi là mở cửa. Mà hình như hồi nãy lúc Mai Phương nó gọi là tới lúc 10 giờ 20 đã tới rồi. Từ chỗ này cách nhà của mình khoảng 5 phút lái xe. Còn hai vợ chồng của Lauren với bé Phương á là phải ít nhất là khoảng nửa tiếng. Kiếm thường những cái chỗ mà đông người là lúc nào họ cũng đã sắp xếp được một cái phần gọi là xe cứu thương cứu hỏa để dành cho những cái trường hợp bất đắc dĩ cần thiết thì lúc nào cũng sẵn sàng. À, cha con đi nhanh quá, giật dí theo. Hình như là có chương trình ca nhạc. Một chút nữa khi mà vô tới trong hội chợ rồi á, có lẽ là mình sẽ không có nói chuyện được nhiều, bởi vì âm thanh lớn quá. Sau này mình sẽ cố gắng trang bị thêm được một cái micro để đeo mỗi lần mình đi đâu mình quay clip. Mọi người, đó, đây là cái gì? Hội chợ. Trước khi vô hội chợ á, đây là những chú cảnh sát giữ trật tự.
từ từ á mọi người xem. Đó. Mọi người thấy xe cứu hỏa mà mấy chú cứu hỏa rất là thân thiện. Bye, bye, bye.
Tụi anh trước thì super.
dài nhất. Tại vì ở đây có mấy món nè. Ở đây là bán lẩm xưởng. Còn hồi nãy định xếp hàng mua bánh bao gói, bánh bao kẹp á. Đây, quay gần cho mọi người thấy thức bên trong của xe cứu hỏa. Này là vé để mua đồ ăn thì họ bán một tập vậy là 10 tờ là 10 đồng mà dự mình muốn ăn một cái món nào đó 3-4 đồng thì mình sẽ bứt ra 3-4 tờ để mình giống như mình trả tiền cho họ. Nãy giờ mình đi quay một vòng cho mọi người xem rồi coi như là đủ một vòng rồi đó. Giờ là mình nó bụng quá nãy ông xã mình đưa cho mình một sắp này là 10 đồng thì mình sẽ đi kiếm cái chỗ nào đó mình xếp hàng mình mua đồ ăn nước uống. Bây giờ lại cũng 11 giờ mấy là 11 giờ rưỡi rồi chưa ăn gì mọi người. Giờ phải đi. Hồi nãy mình nhớ lúc mình đi quay sơ á mình có thấy chỗ bán mực nướng ngon á. Giờ mình quay lại á mình mua. Mà bây giờ á muốn mua gì cũng phải đứng xếp hàng hết. Hàng nó dài quá. À mình thấy rồi. Bây giờ mình xếp hàng mua mực. Ôi trời ơi. Nó dài. Hàng mua mực mà nó dài vậy nè mọi người. Rồi bây giờ mình đi về. Đi tổng cộng hết chắc cũng 2 tiếng đồng hồ. Đứng dưới trời nắng chang chang. Ai nấy mặt mày cũng đỏ lờn, đỏ lét. Rồi bây giờ và hai gia đình chia nhau luôn. Đi về rồi giờ về nhà rồi coi như thế nào mình sắp xếp tiếp cho buổi chiều tối. Chào mọi người.